Chelsea quan trọng là chiến thắng, Way nói hòa mới công bằng. Huấn luyện viên Michael Way của U22 lao bảo rằng ông đã bắt bài được lối chơi của Việt Nam từ Doha Cup nhưng con người thực thi thì thiếu. Ở 22 Việt Nam đã vất vả thắng Lào 2-0 nhờ hai pha lập công của Văn Tùng và Quốc Việt ở bảng B, SEA Games 22. Dưới đây là phần trả lời họp báo sau trận đấu của huấn luyện viên hai đội. Cộng huấn luyện viên Philippe Chaussier, Việt Nam, chúng tôi thắng nên mọi người thấy tốt. Và khi không thắng, hòa hay thua thì mọi người nghĩ tồi tệ. Hôm nay tôi rất hài lòng về kết quả, có hai bàn thắng từ các tình huống bóng sống và không thủng lưới. Chiến thắng này đặt đội vào vị thế tốt trong 3 trận tới. Thật tuyệt khi bắt đầu giải bằng một trận thắng. Tất nhiên tôi không thể hài lòng về chi tiết trận đấu. Các cầu thủ có thể chơi tốt hơn ở các tình huống. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn bảo vệ các cầu thủ bởi trận đầu tiên luôn khó khăn. Trận này tôi muốn nhớ đến kết quả. Nó là nền tảng cho các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi biết mọi người nghĩ đối đầu với Lào là Việt Nam sẽ thắng. Vì bảng xếp hạng FIFA, vì thành tích đối đầu chúng ta thường thắng. Mọi người nghĩ phải thắng. Chúng tôi chịu áp lực phải thắng. Cầu thủ vào trận có áp lực. Nhưng bóng đá không phải toán học 1 cộng 1 bằng 2. Bây giờ, mọi người có thể thấy Lào không yếu. Thủ môn chuẩn có những pha cứu thua. Trên lý thuyết mọi người nghĩ đương nhiên Việt Nam thắng Lào. Nhưng trên sân, bạn phải chạy, phải chiến đấu mới có chiến thắng. Trận thắng này tiếp thêm sự tự tin cho đội. Dù chơi không tốt mà thắng thì vẫn tự tin hơn. Các cầu thủ vui, tận hưởng chiến thắng và ngày mai trở lại chuẩn bị cho trận đấu với Singapore. Chúng ta bắt đầu giải đấu này với con số 0, không có chiến thắng nào trước khi bước vào giải đấu. Thế nên tôi càng hạnh phúc với chiến thắng này hơn. Trong sự nghiệp tôi từng trải qua nhiều thất bại, bàn thắng không từ trên trời rơi xuống. Cầu thủ nỗ lực tối đa để ghi bàn, thủ môn và hàng thủ cũng nỗ lực để cứu thua. Mặt cỏ không thuận lợi để chúng ta triển khai lối chơi, hôm nay chúng ta có bàn sớm. Tôi không biết điều đó có lợi hay bất lợi, cầu thủ sẽ bối rối, không biết tiếp tục xây dựng lối chơi hay bảo vệ thành quả. Tôi đồng ý với huấn luyện viên Lào, đội họ chơi tốt, tạo ra những cơ hội tốt, nhưng cuối cùng chúng tôi thắng, đó là điều quan trọng. Tất nhiên trận đấu không dễ dàng, nhưng đây là trận mở màn. Bạn biết trận mở màn mà, không dễ dàng, Saudi Arabia thắng Argentina ở World Cup đấy. Tôi muốn nhấn mạnh lại hôm nay Việt Nam thắng, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ. Trận đấu không dễ dàng nhưng chúng ta đã thắng. Tôi cảm nhận được áp lực đến từ truyền thông, VFF và người hâm mộ về kết quả, danh hiệu phải giành được. Là huấn luyện viên, tôi thích áp lực. Đôi khi nhiều người nghĩ tôi là huấn luyện viên tôi chơi thay cầu thủ, nghĩ thay cầu thủ, sút hay truyền. Tôi mới làm việc 2 tháng, chưa thay đổi luôn được. Nhưng tôi muốn truyền đạt triết lý mới. Trước nay Việt Nam tập trung phòng ngự, chờ phản công và giành được nhiều chiến thắng ở cấp độ khu vực. Nhưng khi vươn ra châu Á, đội đá 10 trận thua 8 dù vẫn duy trì lối chơi vậy. Muốn tiếp cận châu Á hay thế giới phải vượt qua ranh giới của chúng ta. Tôi muốn cầu thủ kiểm soát bóng nhiều hơn. Trước đây nhiều hậu vệ nghĩ chỉ cần phòng ngự, tiền vệ chuyền bóng còn tiền đạo sút là xong. Nhưng tôi muốn các hậu vệ cũng tự tin chơi bóng, tiền đạo cũng hỗ trợ đồng đội. Các cầu thủ cần tự tin hơn, gần với mục tiêu của cấp. Tất nhiên giờ chúng ta cần duy trì vị thế ở khu vực, ở SEA Games. Nhưng trong cùng thời điểm tôi giúp các cầu thủ có công cụ mới, vũ khí mới. Tất nhiên chưa có ngay, nhưng đó là tham vọng của tôi, đó là lý do vì sao tôi trở lại Việt Nam. Nhưng đôi khi chúng ta cũng phải trả giá. Vì thế tôi nói trận này tốt, là nền tảng cho những trận tới. Huấn luyện viên Michael Way, Lào, hòa thì công bằng hơn, chúng tôi thua sớm. Việt Nam luôn tốt trong phản công, chúng tôi có vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Sự tiến bộ của chúng tôi đang diễn ra tốt, chúng tôi xứng đáng có kết quả hòa. Giờ Lào đi tiếp phải thắng 3 trận còn lại, 2 ngày tới rất khó khăn. Malaysia tốt hơn Việt Nam, với chúng tôi quan trọng là tiến bộ. Về trận đấu, hiệp 2 có thể mọi người hài lòng với màn thể hiện của Lào, nhưng chúng tôi cần kết quả tích cực. Tôi đã xem Việt Nam đá ở Doha Cup và biết nếu gây áp lực, hàng thủ Việt Nam sẽ mắc sai lầm. Lúc đầu chúng tôi muốn chơi an toàn và tôi muốn nhiều thứ khác nữa nhưng phải xem mình có gì trong tay. Tôi chờ đến 15 đến 20 phút cuối để thay đổi, tấn công nhưng rồi bị phản công. Hòa thì công bằng hơn.